Hồi nãy tới giờ cô giảng cái gì? Chắc có lẽ các em đã hiểu hết rồi chứ? Vậy thì tốt. Được rồi, cả lớp, chú ý lắng nghe đây. Nãy giờ cô đã giảng định lý Pythagore, các em đã nắm rõ hết. Vậy thì mời một bạn nhắc cho cả lớp nghe một lần nữa nào. Xin mời lớp trưởng. Dạ thưa cô, trong một tam giác vuông tổng hai cạnh bình phương góc vuông bằng cạnh hiền bình phương ạ. Tốt, tốt lắm. Vậy hãy cho cô biết tổng góc của một tam giác có bao nhiêu độ. Tụi bay nhìn bà cô toán mới của chúng ta kìa. Trời đất ơi, bà ấy già ơi là già rồi mà còn vẫn phải đi vậy. Đã vậy, nhìn bà ấy không khác gì mụ phù thủy cả. Này, im lặng lo học đi, đừng có ồn ào nữa. Kệ tao, nhưng mà tao nhìn bà tao chịu không nổi nữa. Ồ, sao cuối lớp lại ồn ào quá vậy? Này, em gái ở góc kia, mau đứng dậy cho cô hỏi bài đi. Dạ, dạ thưa cô, em... Thật đáng đời, cái tội nhiều chuyện. Này, em gái, đừng nghĩ tôi già mà mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe nha. Tất cả động tĩnh trong lớp này, tôi đều biết rõ hết đó. Được rồi, em nãy giờ lo nói chuyện. Vậy thì hãy cho tôi biết tôi đã hỏi em lớp trưởng những gì nào. Dạ, dạ thưa cô, hình như cô đã hỏi định lý Pythagore là gì. Vậy sau đó lớp trưởng trả lời như thế nào? Em nói tiếp đi. Dạ, dạ thưa cô, em không nghe rõ cậu ấy nói gì ạ. Lớp trưởng của em trả lời rất to, rất rõ và rất đúng, ai cũng nghe, ngoại trừ em. Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Về nhà chép phạt cho tôi 100 lần định lý Pythagore. Ngày mai, nộp cho tôi. Em biết rồi, em biết rồi. Được rồi cả lớp, tiết toán đầu tiên của chiều ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Chiều ngày mai lại có tiết. Tôi sẽ cho các em tiến hành kiểm tra chất lượng đầu năm để đánh giá chất lượng của từng học sinh. Các em hãy chuẩn bị tinh thần, làm bài cho thật tốt. Thôi, các em nghỉ. Cô ơi, tới trạm xe buýt hẻm nhà của cô rồi. Thôi, cô về cẩn thận nhé. Cảm ơn bác Tài. Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ cùng gia đình. Vâng, em biết rồi thưa cô. Ngày mai cô cứ từ từ đi ra bến xe buýt này. Nếu chưa thấy, em sẽ đợi cô. Tôi cảm ơn cậu nhiều. Thôi được rồi, mau về nhà đi. Kẻo trời tối. Trời đất ơi, vậy có hai tiết toán thôi, sao người mình ê ẩm thế này. Tiếng gì vậy? Hình như có thứ gì đó vừa mới chạy ngang qua. Ai, chắc là mấy con mèo hoặc mấy con chuột hoang đó mà. Thôi được rồi, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi. Hả? Sao tiếng gì nghe rùng rợn thế nhỉ? Không phải là chuột, không phải là mèo. Vậy rốt cuộc thứ gì đang đi theo mình vậy? Chắc mình bị hoa mắt. Hy vọng hôm qua lớp học sạch sẽ, sáng nay mình đỡ phải lau dọn. Hả? Cái quái quỷ gì đây? Sao nhiều máu tanh thế này? Còn có chuột chết nữa. Khốn kiếp, là cái lũ học sinh mới nhập học đó. Chắc chắn bọn chúng chính là nguyên nhân nó gây ra. Mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Mình phải báo chuyện này lên cho giám hiệu nhà trường biết mới được. Lũ học sinh đáng ghét đó, bọn chúng phải nhận hình phạt đích đáng. Ủa, tiếng gì vậy? Sao nghe rùng rộn thế nhỉ? Hình như nó phát ra từ cái phòng học này. Không lẽ đứa học sinh nào đang gây náo loạn ở đây? Ủa, là cô dạy toán mà. Cô ơi, cô đang làm cái gì đó? Sao máu me tùm lum hết vậy? Cô ơi, em là lao công nè. Cô có sao không? Em đưa cô đi bệnh viện nha. Cô ơi, sao người của cô lỡ lắc gớm thế kia? Còn cái mặt của cô nữa. Trời đất ơi, cô bị gì thế này? Đói quá. Ta muốn ăn thịt. Ta chịu không nổi nữa rồi. Cô đói hả? Để em nấu gì cho cô ăn nha. Cô đừng có nhìn chằm chằm em như thế. Ta chỉ muốn ăn thịt người ấy bây giờ. Ta không cho đói được nữa. Cô làm gì vậy? Thả em ra. Phải lên sớm
tranh thủ chép tài liệu lên bàn để lát nữa còn làm bài kiểm tra nữa. Ủa, sao trường hôm nay nồng nặc mùi gì thế này? Trời đất ơi, hôi quá, chịu không nổi luôn đó. À, thầy ơi, thầy giám thị ơi, sao thầy lại nằm ở đây? Thầy ơi, quỷ thần thiên địa ơi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở ngôi trường mới này vậy? Vừa mới học có hôm qua thôi mà. À, đằng kia là cơ thể của cô dạy anh văn mà. Sao cô ấy cũng giống như thầy giám thị, máu me chảy tùm lum hết thế này. Trời đất quỷ thần ơi, trong lớp học của mình còn có cả cô lâu công cũng như thế nữa. Đừng lại đây, cô ơi, tha cho em đi. Em từng là học trò cũ của cô đây mà. À, là tiếng của thầy hiệu trưởng. Kìa là bà cô dạy toán của mình mà. Sao bà ấy đến sớm vậy? Ta đói rồi, ta đói lắm rồi, ta chịu không nổi được. Ta muốn ăn, ta muốn xé xác người. Cô ơi, đừng mà. Ngon quá. Trời đất ơi, bà cô dạy toán ăn thịt thầy hiệu trưởng. Không, bỏ người ta. Đứng lại cho ta xé xác. Nhanh lên nào, đâu lại đi thang mày. Cảnh báo, tên tội phạm buôn bán ma túy kia, mau dừng lại đầu hàng, ngươi sẽ được pháp luật khoan hồng. Chết tiệt, lũ cảnh sát khốn kiếp, các ngươi đừng có hòng. Đằng kia có một trường học bỏ hoang, vào đó trốn thôi. Dừng lại, mau dừng lại, tất cả cảnh sát không được đuổi theo hắn vào bên trong cái trường học này. Mình nghe có nhầm không vậy? Lũ cảnh sát không dám vào đây à? Không lẽ bọn chúng đã bỏ cuộc, không muốn truy đuổi mình nữa rồi? Ồ, thưa sếp, tại sao chúng ta lại bỏ cuộc giữa chừng chứ? Chúng ta đuổi sắp bắt được hắn rồi mà. Thôi, đây là một trường học bỏ hoang nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đã có rất nhiều người bị mất tích ở đây rồi. Một số viên cảnh sát được cử điều tra ở đây cũng không thoát khỏi. Tốt nhất chúng ta không nên vào. Vậy còn tên tội phạm đó thì sao? Các cậu cứ yên tâm đi, hắn vào cái trường học này chắc chắn hắn cũng sẽ không thoát được ra ngoài đâu. Thôi, nhanh chóng quay trở về đồn viết báo cáo nào. Đúng là lũ cảnh sát nhát gan. Cái trường học này có cái thứ gì mà khiến cho mình phải sợ chứ? Hả? Tiếng động gì vậy? Chết tiệt, không phải cái trường này không có người ở hay sao? Sao đâu mà ra lắm thế này? Mẹ kiếp, lũ khốn chúng mày làm gì ở trong cái trường bỏ hoang này vậy? Hả? Sao bọn chúng máu me và bốc lên mùi hôi thối thế này? Chết tiệt, còn có cả những cảnh sát viên nữa kìa. Trời quá, bọn ta muốn ăn thịt, bọn ta muốn xé xác ngươi. Chết tiệt, tránh xa tao ra cái lũ khốn này. Người dám giết những học trò cưng của ta. Kẻ đâu mày? Cái gì thế này? Chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Có phải người vào trường này để đi học không? Vậy ta sẽ nhận người làm học trò của ta. Chết tiệt, là mụ cô giáo. Cái người của mụ ta mới thôi rửa lỡ lát tùm lum hết, còn lòi cái ruột dài ngoằn ra ngoài nữa kìa. Chết tiệt, ta không phải tới đây để học hành gì cả. Khổ kiếp, ta tới đây để trốn thôi. Kẻ nào tới gần ta giết kẻ đó. Người làm ta khó chịu quá. Người, ta sẽ ăn thịt người, xé xác người. Chết đi, không, đừng mà. Ngon quá. Lớp học đã sẵn sàng, chúng ta vào tiết toán học thôi.